Vâng, xin chào các bác ạ. Buổi chiều hôm nay thì em có bàn giao 2 chiếc ạ. Một chiếc trừ 10 2 tấn với cả một chiếc trừ 7 2 tấn lốp kép đều gật gù ạ. Chiếc này gật gù, chiếc này gật gù. Hai chiếc kèm hai cái gầu luôn, hai gầu xúc. Gầu rất đẹp. Gật gù ạ, số sàn 2 chiếc. Chiếc số sàn, hai chiếc số sàn, một chiếc lốp kép, một chiếc lốp đơn. Xe rất đẹp, hai chiếc luôn. Hai chiếc này em xuất về Thái Bình cho hai bác ở gần nhà nhau ạ. Rủ nhau đi mua thì mua luôn hai chiếc. Mua luôn hai chiếc gầu, hai gầu về làm xúc luôn, xúc cát luôn. Chiếc trừ 7 thì chạy động cơ C240 Isuzu ạ. Còn chiếc trừ 10 này thì dùng động cơ 4D95. Hai chiếc đều thuộc hàng châu bò của Komatsu ạ. Rất là bền. Châu bò. Làm vật liệu xây dựng rất là phù hợp. Xe hai xe sẵn gật gù rồi thì khách hàng về có thể tận dụng để xúc cát luôn, đỡ được chi phí đầu tư thêm máy móc ạ. Các bạn có nhu cầu thì alo cho em, có hotline hoặc có xe trực tiếp tại bãi luôn. Xe thì lúc nào cũng sẵn bãi rất nhiều. Cảm ơn các bạn theo dõi video ạ.